Kính chào quý khán giả truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Cư Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6 ngày 12 tháng 5 2017, Dow Jones 20.896.61, Week Today trừ 0.53% và Year Today cộng 5.74%. Nasdaq 6.121.23, Week Today cộng 0.34% và Year Today cộng 13.71%. S&P 500 2.390.90, Week Today trừ 0.35% và Year Today cộng 6.79%. Giá vàng là 1.227 đô la 80 sen một ounce căn cứ dữ kiện hôm thứ Sáu 12 tháng 5 2017. Và giá dầu thô là 47 đô la 82 sen một barrel cũng căn cứ vào thứ Sáu 12 tháng 5 2017. Giá xăng là 2 đô la 340 một gallon căn cứ dữ kiện từ công ty AAA thứ Sáu 12 tháng 5 2017. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.9146 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ Sáu 12 tháng 5 2017, tương đương 0.7759 của đồng Anh Kim Anh Quốc và tương đương với 6.90 đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc. Và cuối cùng là tương đương với 57.10 đồng Ruble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ Năm 11 tháng 5 2017, 30 năm cố định là 4.02% và 15 năm cố định là 3.27%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 6 tháng 5 2017, có 236.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 2.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 114 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 29 tháng 4 2017, Mỹ có 1.918.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 61.000 so với tuần lễ trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 11 năm 1988. Kinh tế Mỹ trong tháng 4 2017 đã cung cấp 211.000 việc làm mới, vượt xa mức 185.000 của sự kỳ vọng. Tỷ số thất nghiệp của tháng 4 xuống mức 4.4%, là mức thấp nhất kể từ tháng 5 2007. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này thị trường chứng khoán có chỉ số Dow Jones và S&P 500 đi xuống, nhưng Nasdaq lại đi lên. Dow Jones giảm trừ 0.53%, Nasdaq tăng cộng 0.34% và S&P 500 giảm trừ 0.35%. Chỉ số Dow Jones xuống trở lại dưới mức 21.000, Nasdaq trên mức 6.100. Cùng ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán thế giới trở lại bình thường. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.39%. Hồng Kông Hang Seng tăng cộng 0.12%. Shanghai Composite tăng cộng 0.72%. London FTSE 100 tăng cộng 0.66%. Và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.47%. Đồng đô la tuần này lên giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu và với đồng Anh Kim, nhưng lại giữ giá so với đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc và xuống giá so với đồng Ruble của Nga. Điều này hẳn nhiên có lợi cho người Mỹ đi du lịch châu Âu, Á Châu và các nước khác, nhưng về kinh tế và đặc biệt là ngành xuất cảng, hàng hóa Mỹ sẽ đắt hơn trước, khó cạnh tranh với hàng hóa các nước khác, do đó ngành chế tạo, xuất cảng và du lịch có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Giá dầu thô đã điều chỉnh lên 47 đô la 82 sen một barrel ngày nay, so với giá 26 đô la một barrel hồi tháng 2 năm 2016. Sự kiện này sẽ giúp ích cho sự phục hồi của kỹ nghệ khai thác dầu và do đó cũng sẽ đẩy mạnh sự phát triển của kinh tế Mỹ. Nếu nhìn chung thì chứng khoán ngành dầu đã bị thiệt hại nhiều nhất trong năm 2017, mặc dù giá dầu thô đã cải thiện từ 26 đô la một barrel từ đầu năm 2016 đã lên đến gần 48 đô la một barrel hiện nay. Chứng khoán ngành dầu thô đã mất 11% trong năm 2017, mặc dù 2017 là năm rất mạnh của thị trường chứng khoán nói chung. Giá xăng hôm nay trung bình ở mức 2 đô la 340 một gallon, tuy chậm chạp nhưng tiếp tục đi xuống trong 7 ngày liên tiếp, đã giảm 21 sen so với tuần trước. Tình hình kinh tế tuần này đã ổn định hơn trước rất nhiều,
đặc biệt là số việc làm trong tháng 4 đã đi lên và tỷ số thất nghiệp đi xuống chỉ còn 4.4%. Số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu và thất nghiệp lâu dài đã giảm rất đáng kể. Ngành bán lẻ, nhất là department store và các shopping mall, đã cắt giảm việc làm nhiều nhất vì không cạnh tranh nổi với online retails. Từ 2001 đến 2016, số việc làm tại các shopping center và department store đã giảm 46%, theo dữ kiện từ Bộ Lao động. Đây là con số lớn đáng kể nếu so với các kỹ nghệ khác cũng đang gặp khó khăn. Chẳng hạn như ngành hầm mỏ mất 32%, ngành chế tạo mất 25% trong cùng thời gian 15 năm. Khoảng chừng 60% nhân công department store là phụ nữ, so với 47% của các ngành khác. Năm nay, tới giờ này, đã có tới 3.300 tiệm đã công bố đóng cửa. Con số đã lớn gấp đôi so với năm 2016. Doanh nghiệp Mỹ hiện cần mướn khoảng 5.7 triệu người, số cao gần kỷ lục. Tin vui là nhiều công ty đang mướn nhân công và nhiều nhân công đã bắt đầu tự tin và đổi việc làm mới. Tin xấu là không phải công ty nào cũng có thể thuê được nhân công có khả năng chuyên nghiệp họ đang cần. Job thì có nhiều, nhưng người xin việc có hội đủ điều kiện thì lại thiếu. Do đó nước Mỹ đang có một nhu cầu rất lớn là cần phải huấn nghệ cho lớp nhân công mới về khả năng kỹ thuật thích ứng với các ngành liên hệ đến IT, kỹ thuật tin học. Thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục phản ánh niềm tin không suy giảm của giới đầu tư và giới tiêu thụ vào sự phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay. Có lẽ thị trường chứng khoán còn chờ đợi chương trình giảm thuế và xây dựng hạ tầng cơ sở được chính thức công bố và thực thi rồi thì sẽ đi lên mạnh trở lại. Kinh tế thế giới. Nam Hàn đã có tổng thống mới theo chủ trương ôn hòa với Bắc Hàn. Chính sách này có thể là không phù hợp với đường lối và quyền lợi của Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong vùng. Tuần này, chính phủ Mexico cho biết họ có rất nhiều chọn lựa khác để thay thế Mỹ trong vấn đề mậu dịch. Phái đoàn của Bộ Nông nghiệp Mexico đã mang theo 17 công ty của Mexico đi Brazil thương thảo việc mua thêm ngũ cốc và bắp với các nước Nam Mỹ. Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo tuyên bố hôm thứ Năm, ông sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 9 này. Công ty Cybersecurity Avast cho biết họ đã theo dõi hơn 75.000 tấn công của tin tặc tại 99 quốc gia. Phần lớn những cuộc tấn công tin tặc này đang nhắm vào Nga, Ukraine và Đài Loan. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.